ở thành phố Ninh Thuận nè cả nhà. Ghé cà phê buổi trưa đây. Ở đây có cà phê rất là đẹp nha. Hello cả nhà. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình ra miền Trung nha cả nhà ơi. Chúng ta đang trên đất của Bình Thuận nha, Tuy Phong. Còn một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đến biển Cà Ná nha. Bên phải chúng ta là biển Cà Ná và chúng ta thấy có nhiều cái tháp của chỗ Tuy Phong đó cả nhà. Thủy điện á, không, đây là nhiệt điện, nhà máy nhiệt điện nha. Với mình thì hôm nay có chị Google nha, cùng suốt hành trình chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Ninh Thuận. Hiện thì đang trên đất của Bình Thuận, rồi có những cái nắng cái gió rất là thiêu đốt vào người cả nhà. Giới hạn tốc độ
ta có một chuyến đi tốt đẹp và vui vẻ nha. Phan Rang 18 km nữa nha.
Thuận thì cả nhà ơi, cả nhà thấy rất là nhiều phong điện không? Bình Thuận giờ đang phát triển đường điện rất là nhiều. Và có một cái sao bị gãy cánh rồi. Sau trận bão chắc là bạn ấy đã bị tê liệt cái một cánh rồi cả nhà. Bây giờ là mình đang tới thành phố Ninh Thuận rồi. Bây giờ mình đang ở thành phố Ninh Thuận rồi cả nhà. Ghé cà phê buổi trưa đây. Ở đây có cà phê rất là đẹp nha. Nhân tiện ở đây thì Nam thấy ở ngoài quán cà phê thì có rất là nhiều đồ mỹ nghệ được chế tác từ gỗ ha. Chúng ta vào trong tham quan nha cả nhà. Ở đây thì cà phê đồ mỹ nghệ nha cả nhà. Cho nên trong không gian đây có rất là nhiều đồ mỹ nghệ đẹp nha. Được chạm trổ từ những cái loại gỗ quý ha. Như trước mặt chúng ta là
cái bộ sản phẩm bao phúc lộc thọ làm từ, để cho mình xem coi là có giá là 120 triệu nha cả nhà. Nếu anh chị mà đam mê thì chắc thấy cũng khó cưỡng lại được nha, thì mình thấy làm rất là đẹp, tinh xảo lắm. Bức tượng này thì có giá là 21 triệu nha cả nhà. Gà nè. Chúng ta có rất là nhiều những cái bộ bàn ghế rất là đẹp. Rất có giá trị nha. Nhân tiện ngày nay cũng chia sẻ với cả nhà luôn. Trước mặt của chúng ta là một bộ bàn gồm 5 cái và gỗ từ gốc cây. Gỗ thì Nam cũng không biết ở đây là gỗ gì nha. Giá cũng có trên dưới 25 triệu cả nhà. Ở đây có một bộ bàn ghế cũng đẹp. 6 cái, 5 cái ghế. Trong chỗ rất là đẹp nha. Tao nghĩ cũng 20-30 triệu được cả nhà. À, thức uống của Nam mà ra rồi cả nhà ơi. Để giải nhiệt cho cái nóng ở Phan Rang thì mình đã dùng lít tông đá nha. Lít tông đá mật ong cho nó thanh nhiệt, giải nhiệt bớt này cả nhà ơi.